Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai tại Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên vẫn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trưa chiều mai dao động từ 35 đến 38 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi vượt ngưỡng 38 độ và có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Lưu ý trên đây là nhiệt độ dự báo đo tại lều khí tượng, còn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn. Quý vị nên mang theo các vật dụng tránh nắng cũng như bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất để bảo vệ cho sức khỏe. Lui xuống Trung Bộ, nắng nóng tại đây còn có xu hướng gay gắt hơn so với các tỉnh miền Bắc. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tăng cao, người dân cần hết sức cảnh giác. Phần còn lại từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, cường độ nắng có phần dịu hơn, nhiệt độ dao động từ 34 đến 36 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay có mưa vài nơi, còn ban ngày trời vẫn có nắng. Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 33 độ, còn tại khu vực Nam Bộ sẽ trong khoảng 23 đến 35 độ. Nắng nóng tại một số nơi như là Bình Phước, Đồng Nai có thể đạt ngưỡng trên 35 độ. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Ngay sau đây là dự báo chi tiết các vùng trong 24 giờ tới. Báo thời tiết.